Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố cuộc tấn công khủng bố thô bạo này sẽ không thể không bị điều tra. Ông nhấn mạnh nếu cuộc điều tra khách quan, vô tư, minh mạch bị chặn lại, Nga sẽ nghĩ cách đáp trả phương Tây về cuộc tấn công trực tiếp vào tài sản của nước này. Ông coi các thông tin về sự tham gia của nhóm thân Ukraine trong vụ nổ có đỡ ông dẫn khí đốt là chuyện trẻ con. Bộ trưởng Lavrov lưu ý rằng Nga quan tâm đến một cuộc điều tra quốc tế. Ông nhắc nhớ rằng Moscow đã đề trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về sự cần thiết điều tra quốc tế về tội phá hoại. Đầu tuần này, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng một nhóm thân Ukraine có thể đã thực hiện hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt. Theo tờ Design của Đức, các nhà điều tra Đức đã tìm thấy chiếc bình được sử dụng bởi những kẻ phá hoại. Công ty thuê nó được cho là thuộc về các công dân Ukraine và đã được đăng ký tại Ba Lan. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, những thông tin như vậy là một sự nhồi nhét có phối hợp trên các phương tiện truyền thông nhằm đánh lạc hướng chú ý. Khó tin rằng cuộc tấn công khủng bố vào dòng chảy phương Bắc được tổ chức bởi nhóm thân Ukraine. Ông Peskov cho rằng cuộc tấn công khủng bố như vậy chỉ có thể được tổ chức và thực hiện bởi tình báo quốc gia được đào tạo bài bản, và không có nhiều lực lượng tình báo như vậy trên thế giới. Ông cho biết Nga vẫn không được phép tham gia điều tra, và vài ngày trước, Moscow đã nhận được thông báo về việc này từ Copenhagen và Stockholm. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga tiếp tục yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch, nhanh chóng. Đây là một tiền lệ quá nguy hiểm để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng quốc tế. Trong khi đó, ngày 10 tháng 3, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố người Ukraine chắc chắn không làm điều này ông nói thêm rằng cần phân tích xem ai cần những thông tin như vậy. Vào cuối tháng 9 năm ngoái, cả hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga đặt dọc theo đáy biển Baltic, dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2 đều bị hỏng do bị phá hoại. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đang tiến hành điều tra nhưng chưa đi đến kết quả cụ thể nào. Điện Kremlin gọi vụ việc là hành động khủng bố quốc tế.